Xin chào toàn thể anh em trong nhóm nhé. Hôm nay mình gặp ca con bờ nét béo này, nổ lên được nhưng mà không có ga găng ti, cứ nổ lên nhưng mà không có ga tí ga găng ti nào. Khi thăm khám rồi là vì để nóng máy reset lại ECM vẫn cứ không được, bắt đầu mới tiến hành đo áp bơm. Tụt ngay. Khi nổ máy thì lại về mua. Qua máy nội soi thì con này đã lên cốt 1 và buồng đốt đằng chỉ được quá dưới 4 cân. Nguyên nhân chính ở súp áp xả. Có cái nọ xo ở đây như anh thợ trước anh lên cốt anh vứt đi đây này. Áp suất buồng đốt đã lên 7 cân. Sau khi thay súp áp xả, thay bơm xăng thì em nó đã trở lại bình thường. Thì mình muốn đăng cái video này lên để trong nhóm cho những anh em nào chưa biết thì tham khảo. Còn mình thì cũng rất mong muốn là được sự tương tác, học hỏi và giao lưu từ các anh em, bởi vì cái kinh nghiệm FI của mình cũng rất là yếu. Nếu như mà có cái fan nào khó thì cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của tất cả các anh em trong nhóm. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.